Sáng mình đến đây học cái lớp 2 giờ với tôi. Nếu không đến được thì 3 giờ tới. 3 giờ mình sẽ có cái lễ làm lễ tạ ơn ở đây. Ngày lễ Thanksgiving làm ở đây nhé. Mình đóng cho cô 5 đồng. Rồi đồ ăn sẽ mua chung ăn bữa đó. Rồi bà con mình có gì đem thêm tới góp chung, gọi là potluck nhé. And we have a potluck Sunday after this Sunday. So about Thanksgiving, Vietnamese style. Thành ra mình sẽ có là lễ tạ ơn mà theo lối trời đất cúng, là cúng tế trời đất Việt Nam mình. Tạ ơn trời, tạ ơn người, tạ ơn ông bà tổ tiên cha mẹ đất nước, tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn đời, tạ ơn người, là mình tạ ơn lẫn nhau nhé. Rồi bữa đó sẽ có ca hát, nhạc, tôi đem cho nhạc karaoke này kia, rồi các cô, các này, cái mấy cô tới đây, mấy cô với bà mặc áo dài, tôi cũng mặc áo dài nữa, rồi mình sẽ ngâm thơ, ca hát, chơi vui rồi gì đó, cho tới 5 giờ, nhé, giải trí, nhé. Bác nói cái gì? Cái gì tôi nghe gì sôi sôi đó, đem sôi tới hả? Chị bảo tôi cái ngày lễ mà áo dài. Tôi nói tôi không có áo dài, chị nói chị cho mượn. Tôi nói chị cho tôi mượn mà chưa giúp phân cấp. Chắc đồ là đồ của phụ nam chứ đàn ông chứ phải cho mượn đàn bà. Anyway, cái đó Thanksgiving coming. Em được không được gì, ráng tới chơi nhé. Không tới được 2 giờ học thì tới 2 giờ tôi dạy, tới 3 giờ bình thường, 3 giờ là mình sẽ có văn nghệ. Văn Cường sẽ cần bữa đó đông, mình lấy hết cả cái phòng này, mình làm phòng này rồi đem có đàn piano, có rồi mấy bác ngâm thơ, mời mấy bác lên ngâm thơ ru em, rồi mấy ông thì kể chuyện vui, đọc thơ, ngâm thơ nhé. Cái nhà lá vườn của mình thôi nhé. Tới đâu rồi? Chữ rest, the rest, cái chữ the rest mình học cái này, the rest. The rest là cái còn lại. The rest. The rest. The rest là cái còn lại. Thí dụ mình nói là còn lại có chừng này. Thì mình nói là tiền đâu hết rồi. This is the rest. Còn lại có chừng này. This is the rest. Tiền đâu hết rồi. This is the rest. Rồi thí dụ tôi hỏi ở trong lớp vậy chứ. Ủa sao lớp bữa nay có chừng này người vậy? Tuần rồi học đông tới gấp đôi mà. Thấy không? Thì mình nói họ đi lên trên kia học hết rồi. The rest is here. Đây cái còn lại có chừng này người thôi. This is the rest of us. The rest of us is here. The rest là cái còn lại. Nói với tôi, the rest. The rest. The rest. Hồi nãy mình trở lại mấy 7 cái ngày này ha. 7 ngày này mình 7 ngày này trong cái cùng. Sunday. Đọc với tôi. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Rồi. Cả cái này gọi là one week. Một tuần lễ, thấy không? One week. Đọc với tôi week. 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 Week có mấy ngày? How many days? 7 days. One week. One week. 7 days. 7 days. Friday là cái ngày đặc biệt. Friday everybody is happy. Ngày thứ sáu ai cũng vui lắm, right? Everybody is happy. Có why? Tại sao happy? Get money. Get pay. Get pay. All right. Get pay. Get là được lãnh lương ha. Get pay. Get paid. Pay là cái tiền người ta trả. Get paid là được trả tiền. Get paid. Còn get paid là mình tiền trả. Pay là trả thôi.
Nói đi, get pay. Get pay. Hồi ngày đó ngày lãnh lương nói sao? A payday. A payday, ngày trả lương. Nói đi, a payday. A payday. Hay là a get payday cũng được. Yeah. Get payday, a payday. Yeah. Payday là ngày trả, đúng không? Nó cũng là ngày buồn đó, cũng sư. Cái ngày thứ sáu cũng là ngày buồn, bởi vì ngày thứ sáu là cũng ốp rồi, bị thất nghiệp đó. Nó cho lãnh hai cái chết rồi, đi. Yeah. You get two checks, then no more job. Huh? Get two checks on Friday. They say it's not a happy day, it's a sad day. You get two checks. Your paycheck and also the... Get payday là ngày lãnh tiền. Payday bác. Payday là ngày trả tiền. It's my payday. Bữa nay là ngày tình lãnh tiền của tôi. It's my payday. Yeah? My payday. Yeah. Thành ra là mình nói là payday là ngày ngày trả tiền. Ngày thứ sáu đó, nếu mà còn job thì vui, yeah. Thì happy, mà không mất job đó, thì là sad day. Yeah. Nhưng mà ở bên Mỹ nó có một cái tiệm, tiệm ăn đó. Tiệm ăn nó kêu là... Tiệm ăn nó kêu là... A restaurant in America. Cái tiệm nó kêu là TGIF. FD chứ. No, it's IF. I, yeah. I. IFG, right? Mm-hmm. D, yeah? That's it. TGIF only? Mm-hmm. Oh, yeah. Thank you, Scott. It's Friday. Cảm ơn trời. Bữa nay là ngày thứ sáu rồi. Cho nên nó có những cái loại tiệm ăn giống như phở 79 mình vậy. Cả nước Mỹ nó có cái tiệm ăn đó, nó kêu là TGIF. Đọc với tôi T-G-I-F. Tức là thanks God, cảm ơn trời. It's Friday, bữa nay là thứ sáu rồi. Nó lại tắt rồi. Cảm ơn trời, bữa nay ngày thứ sáu tiệm ăn. Tiệm ăn, cảm ơn trời này. Ngày thứ sáu mình nó lại tắt là T-G-I-F. Alright. Cho nên Mỹ khi mà nó rủ mình đây, let's go to T-G-I-F á, là biết là bữa là thứ sáu rồi đó. Hay là thường thường là cái ngày đó là ngày vui, tới đó là để vui ha. Thì tôi viết cái chữ đó ra cho bà con thấy ha. Thank. Thank là cảm ơn nha. Thank God. Cảm ơn trời. It is đó. It là it is đó. Này hai chữ mà viết lại ha. Đọc với tôi, thank God. It's Friday. Friday. All right. Thanks God, it's Friday. Friday. I don't know if we have an S here or not. No, just thank God. Yeah. Khi mà mình nói chữ thank mà không có S có nghĩa là mình cảm ơn, yeah. Nhưng mà còn thí dụ mình nói cảm ơn nhiều lắm mà mình làm biếng mình nói hết cho mình kêu là thanks. Thì có chữ S nha. Biết như vậy, tức là cái này thành danh từ. Tức là many thanks á, nhiều sự cảm ơn. Thí dụ mình đưa cái này, tôi đưa cái này, mình nói thanks. Còn không, nếu là thank you, cảm ơn anh, cảm ơn bà, thì mình nói thank you, nói với tôi đi, thank you. Thank you. Thank you. Nhưng mà mình không muốn nói chữ Q đó, thì mình nói thanks. Thì không có chữ you nữa. Yeah, cảm ơn. Tức là nhận, hãy nhận nơi tôi nhiều lời, nhiều sự cảm ơn. Thanks. Đọc với tôi chữ này đi, thanks. Thanks. Có cái này, thanks. Còn cái này không có, đọc là thank. Thank. God. Thank God. Thank God. It's Friday. Viết tắt là gì? Đọc cho mau coi. TGIF. TGIF. Ví dụ tôi nói này, ví dụ mình làm việc bữa đó xong rồi, cái tan sở, cái một đứa nó nói let's go to TGIF, nghĩa là sao? Chúng ta đi đến nào, chúng ta kéo ra tiệm TGIF đi nha. Yeah. Thường thường ra ngoài đó nhậu, uống rượu, uống bia này kia vậy, không thả lắm. Chỗ đó giới trẻ nó hơi tới nhiều, từ trẻ nó hơi tới nhiều, người già cứ tới. Thanks God, it's Friday. TGIF, cái này là văn hóa Mỹ nha, American culture.